Tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, tùy theo sức của mình. Nếu lúc không có khả năng mà chỉ hoan hỷ tán thán cũng là kết pháp duyên. Lúc nào có khả năng thì tùy theo sức của mình giúp cho người khác được thành tựu. Thấy người khác làm việc tốt, làm việc lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta có tiền thì dùng tài vật giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta không có tiền nhưng có thì giờ thì đi làm giúp đỡ cho họ, tức dùng lao lực giúp đỡ cho họ. Còn như tuổi tác đã cao, không thể dùng sức giúp đỡ họ thì nên hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen ngợi họ, khích lệ họ. Đây đều là hành thiện, đều là làm việc tốt, cũng là kết pháp duyên với đại chúng. Vì sao quý vị không phát tâm đi làm? Đến lúc quý vị vãng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì quý vị sẽ thấy rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều thanh văn. Vì sao Phật Bồ Tát Thanh Văn hiện đến nhiều như vậy? Vì quý vị đã kết rất nhiều pháp duyên. Nếu quý vị không chịu kết thiện duyên thì lúc quý vị lâm chung chỉ thấy A Di Đà Phật và mấy vị Bồ Tát cùng với A Di Đà Phật hiện đến, không phải là có rất nhiều Phật Bồ Tát. Cho nên lúc bình thường không thể không kết thiện duyên với người khác. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam thường hay dặn dò các học trò phải kết thiện duyên. Pháp duyên của ngài rất thù thắng. Ngài luôn luôn chỉ dạy cho chúng tôi phải rộng kết thiện duyên, thời thời khắc khắc không thể quên. Những đồng tu tại gia dùng chí thành cảm thông để niệm Phật, công phu của bạn sẽ đắc lực, bạn chắc chắn được sanh tịnh độ. Đồng tu xuất gia bằng chí thành cảm thông, cầu tam bảo gia trì, đem cái pháp môn thù thắng này giới thiệu cho quần chúng rộng lớn. Đại từ Bồ Tát nói rất hay: bạn có thể khuyên hai người giảng sanh, giảng sanh thì thành Phật,
giúp cho hai người chân thật thành Phật. Cái công đức này còn lớn hơn so với chính mình tu hành. Bạn có thể giúp cho mười mấy người giảng sanh làm Phật, phước đức của bạn thì vô lượng. Vì hỏi chính mình có thể giảng sanh hay không? Các vị nghĩ bạn chính mình có thể giảng sanh hay không? Chính mình công phu niệm Phật cho dù kém một chút, nếu như bạn chân thật đưa mười mấy người giảng sanh đến thế giới cực lạc đều làm Phật rồi, những người đó xem thấy bạn sắp lâm chung, nhất định sẽ nói với A-di-đà Phật: chúng ta một tốp người này giảng sanh đều là nhờ người đó. Người đó hiện tại sắp lâm chung rồi, kéo A-di-đà Phật, chúng ta phải mau đi tiếp dẫn người đó. Tri ân báo ân. Bồ Tát thế giới cực lạc sẽ không dông ân phụ nghĩa, tri ân báo ân. Cho nên công phu kém một chút, họ đến kéo một tay thì kéo bạn đi được rồi. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin chuyển tới danh sách kha thị tiếp theo là camera Phật tử của Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, 74 tuổi. Nam mô A Di Đà Phật, con thành kính khẩn cầu thầy Diệu Âm khai thị cho bố của con là Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, 74 tuổi. Bố con là thành viên của Ban Hộ Niệm Thái Bình 4. Bố con đã ăn chay trường được 5 năm, đã phát khởi tín tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia đình có 4 người con, vợ cùng con gái thứ 2, con trai thứ 3 đều là thành viên của Ban Hộ Niệm. Con trai thứ là trưởng Ban Hộ Niệm Thái Bình 4. Con trai cả và chị dâu cả đã phát khởi tín tâm, kiêng ngũ tân và về niệm Phật hộ niệm cho bố con. Bố con bị ung thư xương đã 7 năm. 3 năm trước đi viện, bác sĩ thông báo đã vào giai đoạn cuối, không thể chạy chữa. Bố con xin xuất viện, không chữa trị nữa, về nhà niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhờ lòng thành tu tập và phát tâm đi hộ niệm giúp đỡ chúng sanh hữu duyên, bệnh tình của bố con như người không có bệnh. Cách đây hơn 2 tháng, bệnh tình bố con tái phát lại, nhưng vẫn vững vàng niệm Phật cầu vãng sanh. Thời gian này khối u sưng to, đau đớn khắp toàn thân, nhiều khi đau quá không có cách nào niệm Phật được. Bố con có tâm nguyện được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị, chỉ điểm hướng dẫn để giúp bố con vững vàng niềm tin trong lúc bệnh tình đau đớn mà vẫn nhớ để niệm được câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Khẩn cầu lão cư sĩ điều giải chư vị pháp giới hữu duyên với bố con. Cũng xin thầy nói rõ cho vợ chồng anh trai trưởng về tác hại của ngũ tân và nạn sát sinh hại vật để bảo vệ vững vàng cho người cha của mình thoát cảnh trần lao, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Gia đình chúng con thành kính tri ân và cảm tạ công đức trời biển của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Phúc Thủy đang ngồi chính giữa đám phan bác. Bác là trưởng ban hộ niệm, là đồng nghiệp với Diệu Âm rồi, nhất định mình quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương thôi, phải không bác? Dạ, là thành viên. Đúng à? Không bác? Thưa thầy, dạ thưa thầy, bác là thành viên của ban hộ niệm Thái Bình 4 ạ. Và con trai thứ ngồi ngay bên cạnh ạ, là trưởng ban hộ niệm của ban hộ niệm Thái Bình 4 ạ. Rồi, con trưởng là trưởng ban hộ niệm, mà chính bác là thành viên ban hộ niệm luôn, phải không? Vậy thì quá đúng rồi, chúng mình là đồng hành, đồng nguyện, đồng lòng, đồng sức, đồng hướng với nhau đi về Tây Phương. Bác Phúc Thủy ơi, nhất định bác sẽ làm gương cho tất cả mọi người trên đường Zoom này, và làm gương cho tất cả những người nào chưa tin pháp niệm Phật vãng sanh. Bác phải nói cho họ biết là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rõ rệt trước mặt. Nhất định bác phải đi về Tây Phương Cực Lạc.
Không cần gì phải nói dài thêm nữa. Lòng tin của bác đã vững, bác đã nguyện vãng sanh, gia đình đều yểm trợ, rõ ràng bác ở trong cái điều kiện vô cùng thuận lợi. Dư âm nghĩ rằng là bác không thể tránh khỏi con đường Tây Phương để thành đạo. Bác phải quyết thể hiện cho tất cả mọi người cùng biết rõ ràng là bệnh bác đang trong cơn cuối cùng, ung thư đã phát ra làm cho bác đau đớn, mà giống thấy bác hình như cũng không đau. Bác hãy mỉm cười lên để cho bao nhiêu ngàn người trên đường Zoom này nhìn bác mà vàng vương theo đi, vỗ tay lên đi bác. Chứ vậy hãy nhìn đây mà rút kinh nghiệm. Một người bị ung thư, một ung thư đã vỡ ra, đã đau đớn, nếu là một người bình thường không chịu được. Nhưng bác Xuân Thu đã quyết lòng niệm Phật, tin tưởng vững vàng. Chứ vậy nhìn coi khuôn mặt của bác có phải đang cười không? Chứ vậy cái bệnh ung thư đó, mục nhọt đó, chính do ông này đã từng thấy những người mà mục nhọt ung thư vỡ ra đến nỗi mình nhìn vào kinh hoàng. Nhưng họ niệm Phật vẫn niệm Phật, nét mặt vẫn tươi tỉnh, rõ ràng kinh Phật nói vô cùng đúng. Lời Phật nói là chân lý, xin chư vị phải tin tưởng để mà đi. Người nào tin tưởng vững vàng, tin hạnh nguyện không sơ xuất, nhất định được Phật lực gia trì cho đến giây phút cuối cùng, liền cái thân xác tàn tạ này về Tây Phương thành Phật. Bác Phúc Thủy ơi, nhất định bác phải làm gương cho con cháu, bác phải làm gương cho tất cả mọi người, bác phải chứng minh cho người ta biết niệm Phật vãng sanh không cần lý luận gì cả, chỉ có cái niềm tin chân thực, chỉ có lòng chí thành chí kính của bác thể hiện được cả một cái tông chỉ giải thoát, là người phàm phu chỉ còn vậy là đúng rồi. Cách đây mấy tháng, chính cụ Lê Chi Thuyền đến ngày phút chốt vẫn vui cười, vẫn chắp tay, vẫn hoan hỷ niệm Phật và sau cùng bái chào mọi người ra đi. Chắc cụ còn nhớ tình trạng của cụ Lê Chi Thuyền chứ, phải không bác? Nhất định người nào vững vàng tâm ý, nhất định được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cụ nhất định giữ vững tinh thần, quyết lòng theo đúng nội quy mà bác thường đi hộ niệm cho người ta, quyết lòng làm đem tinh hành nguyện mà người có bác thường khuyên những người bệnh khác bây giờ thực hiện cho chính bác, nhất định bác được vãng sanh. Dám tin tưởng vững vàng như vậy, chờ ngày bác vãng sanh mà đưa tin vui cho tất cả mọi người đều biết. Xin hỏi bác Phúc Thủy, bác quyết định đi như vậy không? Quyết định về Tây Phương Cực là không? Vỗ tay lên bác, nhất định. Chứ vì hãy thấy đây là hiện tượng bản thân, chúng ta cùng nhau làm như vậy, tin tưởng vững vàng, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, không một người nào mà không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện mong cho chư vị trên pháp giới quyết lòng quyết dạng, buông xả vạn duyên, ly tình chấp ra, cùng nhau niệm Phật, cùng về Tây Phương, cùng thành đạo quả. A Di Đà Phật. Và sẵn đây Diệu Âm cũng nói thêm một vài lời với câu nhắn nhủ này, là tại sao trong gia đình có người còn dùng ngũ tấm, còn sát sanh vậy chứ vậy? Xin chư vị nhớ cho, người cha mình vãng sanh, mình không muốn vãng sanh, mình chịu đọa lạc. Chỉ có tự mình quyết lòng thì tự mình được thoát tất cả nạn tai. Mong cho chư vị hiểu cho, chất ngũ tâm
là một đại kỵ. Vì chữ Thiên Long hộ pháp, các ngài rất kỹ vùi ngũ tông, tội hành hệ nén chúng ta không nên dùng. Vì lòng thành tâm cung kính các ngài, cầu mong các ngài đến hỗ trợ cho cha mình, mong chư vị con cái trong gia đình. Vì lòng hiếu thảo, muốn cha mình, mẹ mình, người thân của mình được an toàn bản thân Tây Phương Cực Lạc, nhờ các ngài tới giúp đỡ bảo vệ, làm cho cha mình được an ổn ra đi về Tây Phương thành đạo, mong cho gia đình cố gắng kiên cử ngũ tông, hơn nữa cũng kiên cử sát sanh, để đem phước lành này mà giúp cho cha mình được siêu thanh tịnh độ, và giúp cho mình được thoát tất cả những ách nạn về quán thân trai chủ về sau. Nguyện mong cho tất cả đều cố gắng lên để làm tròn đạo hiếu, quyết lòng đưa cha mình đi làm Bồ Tát làm Phật nhé. Không biết chư vị trong gia đình có đồng ý không? Nhớ nhé, quyết lòng nghe chư vị. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt toàn thể gia đình cũng như ban hộ niệm, chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị cho cụ Vũ Xuân Thu pháp danh Phúc Thủy, để đời này cụ có phúc phần được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, để lại cái thoại tướng bất khả tư nghì, làm niềm tin cho tứ chúng đồng tu cũng như là tấm gương, để cho tất cả chúng con tin Tây Phương Cực Lạc là có thật, tin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn 10 niệm vãng sinh. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà giải chủ. Chư hương linh cửu huyền thất tổ. Chư hương linh cửu huyền thất tổ. Của hương linh Phúc Thủy. Của hương linh Phúc Thủy. Hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh. Hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh. Đang hiện hữu trên mảnh đất này. Đang hiện hữu trên mảnh đất này. Hồi hướng cho các vị trong pháp giới. Hồi hướng cho các vị trong pháp giới. Có duyên lành và chẳng lành. Có duyên lành và chẳng lành. Với hương linh Phúc Thủy. Với hương linh Phúc Thủy. Tất cả đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Tiếp Độ. Phóng Quang Tiếp Độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương linh, ông Vũ Xuân Thu pháp danh Phúc Thủy, ông nghe cho thật rõ. Đến bây giờ cái báo thân này của ông đã thực sự xả bỏ, nó xả bỏ được 8 giờ đồng hồ rồi. Có nghĩa là ông không còn phụ thuộc vào nó. Thì tất cả sự khổ đau do bệnh tật không còn trước ngại để cho ông niệm Phật thành Phật. Bao nhiêu ngày tháng ông đi niệm Phật, hộ niệm giúp đỡ cho người, để chờ cái cơ hội này, thì hôm nay cơ hội này đã đến rồi. Vậy xin ông vui mừng, mạnh mẽ định tâm lại, nhiếp tâm lại, niệm A Di Đà Phật, để theo Đức Phật A Di Đà đi về Tây Phương Cực Lạc. Bao nhiêu ngày tháng niệm Phật dồn lại cũng chỉ là giờ phút này mà thôi. Vậy giờ phút này nó quyết định đời tương lai của ông, đọa lạc hay cực lạc. Vậy vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là do chính ông quyết định, không phải nơi Đức Phật A Di Đà, không phải nơi đại chúng,
cũng không phải nơi thân bằng quyến thuộc của ông. Vậy thì bây giờ mong ông sớm giác ngộ, buông xuống vạn duyên, niệm A-di-đà Phật, rồi theo Phật A-di-đà để đi về Tây Phương Cực Lạc. Đời này có được thân người, nhưng lúc cuối đời khổ đau do bệnh tật. Khổ này chưa phải, vì đây mới chỉ là khởi điểm của sự khổ đau nếu như trong lúc này ông không quyết lòng đi về Tây Phương, thì đời tương lai của ông là ba đường ác đạo, là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thực sự mới là thống khổ. Vậy thì xin ông thấy được sự khổ của cảnh giới này thì mau mau niết tâm lại, niệm A-di-đà Phật, rồi theo Phật A-di-đà để về Tây Phương Cực Lạc. Phật đã dạy rằng đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi mong cầu, ước muốn của ông sẽ được Phật A-di-đà đáp ứng. Có nghĩa là tất cả những gì mà từ nhiều đời, nhiều kiếp, cũng như trong đời này, ông chưa làm được, cũng như mong muốn làm, mà chưa xong, thì chỉ cần về Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật sẽ đáp ứng cho ông về được thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được Phật A-di-đà. Có nghĩa là ông gặp thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cũng như đời này ông có thể quan tâm chăm lo giúp đỡ cho họ. Vậy thì hôm nay không có một lý do gì để ông chần chừ, để ông do dự cả. Vậy mau mau phát khởi lòng tin, niệm câu A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Ông nhớ rằng con bao nhiêu năm đi hộ niệm cùng với ông, vậy thì hôm nay con đến đây lại nhắc nhở ông, và bao nhiêu năm ông mong muốn được hộ niệm và ông đi hộ niệm giúp người, ông mong muốn người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, để cuối đời này ông có cơ hội được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vậy nếu trong chuyến này ông không về Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn là niềm tin cho tứ chúng nhất định bị đi xuống, thì tội này ông phải gánh chịu. Vì bao nhiêu năm phát khởi tín tâm đi hộ niệm giúp người mà hôm nay chính mình còn nằm nơi đây, thì thực sự là ông đang tạo nghiệp chướng. Chính vì vậy mong ông hôm nay phát khởi lòng tin, buông xuống niệm A-di-đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định trong đời này ông sẽ được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vì cái chân tâm tự tánh của ông là Phật, hôm nay niệm Phật là để trở về với chân tâm tự tánh của mình, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nơi đây có hình ảnh của Phật A-di-đà, xin ông nhìn ngắm Ngài cho thật rõ, theo Ngài với thân tướng ông trông thấy nơi đây, ngoài ra không theo bất kỳ chư vị nào, cho dù là thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, ông không được theo. Ông theo bất kỳ chư vị nào mà không phải Phật A-di-đà là ông đã lạc đường, đưa ông vào tam đồ ác đạo. Và giờ phút này là giờ phút để cho ông giữ trọn lời hứa với đạo tràng, giữ trọn lời hứa với chúng con. Chúng con đã giữ trọn lời hứa về đây niệm Phật cùng ông, thì bây giờ ông giữ lời hứa này là ông quyết lòng niệm A-di-đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Phật đã dạy tâm niệm Phật, tâm sẽ thành Phật. Vậy bây giờ xin ông nhiếp tâm lại, niệm Phật và phát nguyện theo con, A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị trong pháp giới. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, ông Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, ông nghe cho thật rõ. Đến bây giờ cái báo thân này của ông xả bỏ đã được 12 tiếng rưỡi giờ đồng hồ. Vậy nếu giờ phút này ông còn nghe được lời này mà còn hiện hữu nơi đây, là ông đang chấp trước điều gì?
chưa chịu buông xuống, thì đây chính là chứng đạt. Để ông niệm Phật thành Phật, vô lượng đời ông có tu, nên đời này mới gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được những người niệm Phật hộ niệm giúp đỡ lúc cuối đời. Vậy nếu như cơ hội này mà ông không nắm giữ lấy, thì chắc chắn vạn đời tương lai không còn cơ hội nào tốt hơn. Vì đời này mọi thứ nhân duyên đã hội tụ đầy đủ. Ông đã tin sâu nguyện thiết, còn phát tâm hộ niệm giúp người lâm chung. Ông phát tâm đi hộ niệm là để chờ cái ngày mình xả bỏ thân, cũng được vãng sinh giống như các chúng sinh mình đã giúp đỡ. Vậy nếu như hôm nay ông còn nằm nơi đây mà chần chừ do dự, thì nhất định ông gặp nạn rồi. Vậy mong ông hôm nay nghe được lời nói này, xin ông mau mau buông xuống tất cả, niệm A-di-đà Phật, rồi quyết lòng theo Phật A-di-đà để đi về Tây Phương Cực Lạc. Cái chân tâm tự tánh của ông là Phật. Ông niệm A-di-đà Phật là để trở về với cái chân tâm tự tánh của mình, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó mới thực sự là quê hương của ông. Ông phải nhớ rằng thân bằng quyến thuộc đồng tu đang ngồi đây niệm Phật là hy vọng rằng ông có thể thoát khổ được vui, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vậy được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hay đọa lạc trong luân hồi là chính nơi ông quyết định. Ông phải nhớ rằng thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ chúng ta, vì trong đời vụng đường tu hành không người hướng dẫn, nên lúc ra đi thường là gặp nạn. Vậy hôm nay mình làm con cháu mà biết được pháp môn niệm Phật, biết được sự tu hành mà không cầu giải thoát, để nương nhờ cái phước này mà tổ tiên của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta thoát khổ được vui, thì mình mang tội bất hiếu. Mà ông không những mới biết niệm Phật, mà ông đã nhiều năm nhiều tháng nay không những niệm Phật mà còn hộ niệm giúp người. Vậy thì hôm nay không có lý do gì để nằm đây phải chịu khổ, không có lý do gì nằm đây phải chịu nạn cả. Ông phải nhớ rằng A-di-đà Phật ngài phát nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới, trong đó 6 đường luân hồi, 3 đường ác khổ, được Đức Phật A-di-đà cứu trước tiên. Vậy thì hôm nay mình đang trong 6 đường luân hồi cũng là đương cơ tiếp độ của Đức Phật A-di-đà. Nếu như mà thực sự mình tin sâu nguyện thiết, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì không một ai không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì mong ông hôm nay, nếu thực sự hôm nay muốn giúp cho thân bằng quyến thuộc, người thân của ông ngộ đạo mà tu hành, thì ông phải để lại cái thân này thực sự là mềm mại, thực sự là đẹp đấy, để cho họ tin tưởng, phát khởi lòng tin, niệm A-di-đà Phật, để đời này tất cả chúng ta đều hội tụ nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nơi đây có hình ảnh của Phật A-di-đà, xin ông nhìn ngắm ngài cho thật rõ, theo ngài với thân tướng mà ông trông thấy nơi đây, ngoài đó không theo bất kỳ chư vị nào, cho dù đó là thân bằng quyến thuộc, ông bà, cha mẹ, ông không được theo, theo bất kỳ chư vị nào mà không phải Phật A-di-đà, là ông đã lạc được, đưa ông vào tam đồ ác đạo. Chúng con ngồi đây niệm Phật, quang minh của Phật A-di-đà đang phủ chiếu nơi đây, đang bảo vệ, giúp đỡ cho ông. Chính vì vậy, xin ông hãy mạnh dạn niệm A-di-đà Phật, mạnh dạn theo A-di-đà Phật, để đi về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con giữ lời hứa đến đây niệm Phật với ông, thì ông hứa với chúng con là quyết lòng niệm đến hơi thở cuối cùng, quyết lòng theo Phật A-di-đà để đi về Tây Phương Cực Lạc. Vậy chẳng nhẽ giờ này ông còn
chần chừ tới đây là ông không giữ trọn lời hứa, nhưng con tin tưởng rằng ông nhất định giữ lời hứa là quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Vậy mong ông hôm nay giữ trọn lời hứa này với thân bằng quyến thuộc. Giữ trọn lời hứa này mới tất cả đồng tu với chư Phật mười phương là hứa rằng quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc trong đời này. Vậy mong ông giữ trọn lời hứa này mà niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả đời niệm Phật, chúng tôi là thân bằng quyến thuộc, là bạn đạo đồng tu, hôm nay thật tâm chắp tay khấn nguyện cúi đầu cầu xin chư vị thương tình tha thứ giúp đỡ cho Hương Linh, Hồng Vũ Xuân Thu, Pháp Danh Phúc Thủy đời này an lành, tỉnh táo niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị hôm nay định tâm suy nghĩ ngược lại, tin tưởng vào chân lý. Thiện nó có thiện báo, mà ác nó có ác báo. Nhân quả nó thông nhau ba đời, quá khứ đã gieo nên hiện tại phải gặp quả. Tương tự như vậy, hôm nay chúng ta gieo nhân gì, tương lai chắc chắn gặp quả như vậy. Đây là chân tướng của sáu đường luân hồi. Vì chúng ta không hiểu rõ điều này nên mãi mãi phải chìm đắm trong biển khổ sông mê. Phật đã dạy tất cả chúng ta về chân tâm tự tánh, vốn là một vị Phật, nên trước sau gì chúng ta cũng đều được giải thoát. Nhưng giải thoát sớm hay giải thoát muộn là hoàn toàn do chính chúng ta quyết định. Vậy nếu hôm nay chư vị chần chừ do dự, vẫn muốn đòi thù trả oán, có nghĩa là chư vị tự cam tâm đọa lạc, có nghĩa là chư vị tự làm khổ mình trong vạn đời tương lai. Còn nếu như hôm nay chư vị thực sự vì liễu thoát sinh từ đời này, thì xin chư vị buông tất cả những niệm oán thù ra, cùng nhau phát khởi lòng tin, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì ngay trong đời này, chư vị sẽ lìa khổ được vui. Ngay trong đời này, chư vị sẽ được Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì A-di-đà Phật phát nguyện, khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu của tôi hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng, nguyện sinh nước tôi cho đến mười niệm mà không được sinh, tôi thề không thành Phật, truy từ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Chúng tôi biết rằng chư vị hôm nay đến đây là đòi lại sự công bằng cho chính chư vị. Chúng tôi đến đây là không mang tâm làm hại, không mang tâm náo loạn chư vị, mà chúng tôi đến đây là để cứu chư vị, nhưng khả năng không có. Chỉ xin chư vị một lòng một dạ nghe lời Phật dạy, thành tâm niệm Phật A Di Đà, cầu về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, theo lời Phật dạy, là nơi vàng ròng thì trải làm đất, bảy báu thì làm ao, tất cả đều do vô lượng bảo châu hiệp thành. Nơi đó tưởng an quan mà tưởng mặc có mặc. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn chư vị đời này đi về Tây Phương để một lời, một đời này chư vị thoát khổ được vui. Xin chư vị nghe lời Phật dạy. Đức Phật đã dạy rằng, cái chân tâm tự tánh của ta là Phật, nên cho dù chúng sinh ấy có tạo tội ngũ nghịch thập ác đi chăng nữa, nhưng Phật dạy nếu như tin vào bản nguyện của Đức Phật A-di-đà là chân thật rốt ráo, thì chắc chắn Ngài sẽ không bỏ sót bất kỳ một chúng sinh nào. Vậy thì mong chư vị hôm nay tin tưởng vào lời Phật dạy mà buông xuống oán thù, cùng nhau niệm Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc, để một đời này ta thành bạn nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, để một đời thành đạo vô thượng, để đi khắp mười phương cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, hay hơn tham chấp trần tục này để rồi chịu khổ. Phật dạy đọa lạc cực lạc nó nằm ngay trong cái tâm của chúng ta. Xin chư vị hiểu được điều này, thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Bây giờ xin chư vị cùng với chúng tôi phát nguyện niệm Phật và niệm A Di Đà Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho
con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Tiếp Độ. Phóng Quang Tiếp Độ. Cho Hương Linh Vũ Xuân Thu Pháp Danh Phúc Thủy. Cho Hương Linh Vũ Xuân Thu Pháp Danh Phúc Thủy. Cùng tất cả các vị oan gia trái chủ. Cùng tất cả các vị oan gia trái chủ. Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ. Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phát sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà để cho những người cha, những người con A Di Đà Phật phá được chấp trước. A Di Đà không còn chấp nữa là ta là cha của con. A Di Đà con được hiểu rằng bố đã buông xuống được cái chấp trước này và hết sức nghe lời hướng dẫn của con, thì con đã có được hết sức và được tiến tiếp con học được. Con chia sẻ với bố, hướng dẫn cho bố. Con tin tưởng tuyệt đối rằng nhất định bố của con sẽ giữ vững lời hứa này. Bố đã hứa với con là đi hộ niệm của con những ngày bố còn sống. Con luôn kể với bố đưa bố đi hộ niệm bất kỳ nơi nào. Nay bố đã bán phần rồi, bố về Tây Phương Cực Lạc thì bố luôn luôn sát cánh cùng con đi hộ niệm, giúp đỡ chúng con điều giải chư vị cho pháp với hữu duyên, để giúp đỡ chư vị hữu duyên với pháp hộ niệm phần này. Thì con xin bố hãy vững vàng mạnh mẽ định tâm là hoàn thành tâm nguyện của bố là niệm Phật tới cùng cầu về Tây Phương Cực Lạc. Bố đã nói với con ai nói mà không việc mình làm mình cứ làm. Bố đã không để gì có những điều hay điều lọt. Bố đã dốc lòng dốc sức buông xuống phân biệt này. Việc bố làm sau những lúc đau khổ, bố gồng mình lên niệm Phật, bố gào lên niệm Phật cầu về Tây Phương, thì con tin tưởng rằng những ngày tháng mang thân bệnh khổ, bố không dại gì mà tham chấp vào thân xác khổ đau này. Bố cũng đã giác ngộ rồi. Ấn Quang Đại Sư có dạy chỉ nên lo vào việc của nhà mình, không nên lo việc của nhà người. Bao nhiêu ngày đau khổ, bố giác ngộ nói với con một câu rằng tại sao bố lại cứ lo việc nhà mình thế nhỉ hả con? Con không hiểu được điều này. Nói chuyện cùng cư sĩ Trí thì mới vỡ đáy được rằng bố ngày đêm chăm chú vào cơn đau, chăm chú vào chỗ ngồi lặng. Khi bố hiểu được điều đó, bố đã buông xuống, thì sự đau khổ của bố gần như đã chấm dứt. Thì đây là sự giác ngộ của bố. Việc đau khổ là việc của nhà người, việc niệm Phật là việc của mình, tức là việc của bố. Thì mọi sự đau khổ thực sự đã chấm dứt rồi bố ơi. Con xin bố, nếu thực sự để báo ân Phật, nếu thực sự để báo ân cư sĩ Giờ Âm, nếu thực sự bố thương con, nếu thực sự bố muốn giúp đỡ con hoằng dương pháp môn niệm Phật hộ niệm, thì con xin bố trong giờ phút này
hãy buông xuống tất cả tình chấp nơi thế gian này xuống. Buông xuống tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đấu tranh, đòi thủ, trả oán nơi thế gian này. Mà thâu hết đại phân tâm, định tâm lại, nhiếp tâm lại, niệm A Di Đà Phật, rồi phát nguyện cho con về Tây Phương Cực Lạc. Một câu A Di Đà Phật bốn niệm tới cùng thì con khẳng định rằng nhất định A Di Đà Phật sẽ hiện thân tiếp độ bố vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. Tấm lòng của con, mong mỏi của con hoàn dương pháp môn Bồ Đề, ngày đêm không ngừng nghỉ, ngày đêm không biết mệt mỏi, con đã hết lòng hết sức, tận tâm tận lực mang tất cả những kiến thức mà con học hỏi được, mang tất cả những kiến thức mà con tích lũy được, con chia sẻ với bố, hướng dẫn tới bố, chỉ bày cho bố. Mới đây thôi, não cư sĩ Diệu Âm đã khai thị cho bố, hướng dẫn cho bố. Ngài có nói rằng Phật từ Vũ Xuân Thu Pháp Thanh Phúc Thủy, ngài tin tưởng rằng bố không thể nào lệch khỏi con đường thành đạt, thì con cũng tin tưởng rằng bố cũng không thể nào lệch khỏi con đường thành đạt. Để giúp đỡ cho con hoằng dương pháp môn niệm Phật hộ niệm, bố chỉ có một con đường duy nhất là bố hãy mau câu cấp kỳ niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương thế giới Cực Lạc. Bố hoàn thành được tâm nguyện của bố, giải thoát khỏi tất cả những sự khổ đau nơi thế gian này, hoàn thành được tâm nguyện của bố đi về Tây Phương Cực Lạc, cứu độ các vị quán thân trái chủ, cứu độ dòng họ tổ tiên, cứu hộ ông bà cha mẹ, cứu độ vợ con, cũng hoàn thành được tâm nguyện của con hoằng dương pháp môn hộ niệm. Con thân là một trưởng tràng, nếu như con không giúp đỡ được bố trong một cơ hội này, không giúp được bố phá được tình chấp của một người cha lắng lòng nghe lời người con, thì sau này đây con biết mang pháp môn niệm Phật hộ niệm này hướng dẫn được tới ai đây, chia sẻ được tới ai đây. Nếu như thực sự bố đã mang ân Phật, mang ân của các sư Diệu Âm, mà bố không có tâm báo ân Phật, báo ân cư sĩ Diệu Âm, báo ân ban hộ niệm, thì thực sự bố có lỗi với chư Phật, có lỗi với sự kỳ vọng của lão cư sĩ Diệu Âm, có lỗi với đạo tràng ngày đêm túc trực, có lỗi với mẹ, có lỗi với anh em chúng con không quản ngại ngày đêm chăm lo sớm tối, tận tâm tận lực để giúp đỡ cho bố. Thì con tin tưởng trong mắt con, bố là một người bố vô cùng vĩ đại, bố là một người bố sẽ giữ lời hứa với con. Bố đã nói với con rằng bố sẽ mỉm cười chào con để về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là giờ phút để bố giữ trọn lời hứa này với người con này. Con tin tưởng rằng bố sẽ không bao giờ thất hứa với con. Hồi hướng cho chư vị trong các giới hữu duyên với hương linh phúc thủy, với hương linh phúc thủy. Hồi hướng cho chư vị thần linh hương linh chúng sinh, hồi hướng cho chư vị thần linh hương linh chúng sinh đang ở trên mảnh đất này, đang ở trên mảnh đất này. Hồi hướng cho các vị trong pháp giới, hồi hướng cho các vị trong pháp giới có duyên lành và chẳng lành, có duyên lành và chẳng lành với hương linh phúc thủy, với hương linh phúc thủy. Tất cả
đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Kiếp Độ. Phóng Quang Kiếp Độ. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam độ. Dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương linh ông Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy. Giờ phút này chúng con đã niệm Phật, hộ niệm, nhắc nhở cho ông tròn 14 giờ đồng hồ sau khi ông lâm chung, xả bỏ bó thân. Với quãng thời gian qua, nếu như thực sự hương linh ông đã giác ngộ sự đời là khổ, vô thường giả tạm, thực sự hương linh ông đã niệm được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu như thực sự ông đã được vãng sanh đi về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng con chúc mừng cho ông. Thực sự ông đã gặp được Đức Phật A Di Đà với thân sắc vàng rồng trên tôn ảnh đây, mà theo ngài về Tây Phương Cực Lạc, thì xin ông hãy cầu với chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia trì vào thân xác này vô cùng tốt đẹp, trang nghiêm bất khả tư nghị, để lại niềm tin cho vợ con cháu chắt, đại chúng bạn đạo đồng tu. Còn nếu như trong giờ phút này sau 14 giờ lâm chung mà hương linh ông Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, ông vẫn còn nằm tại nơi đây, nghe những lời nói này, là ông đã vô cùng sơ ý rồi, vô cùng sơ suất rồi. Ông đang gặp vướng nạn, đang bị trở nạn rồi. Ngay lập tức, giờ phút này, phải nghe lời chúng con nhắc nhở. Anh em, bạn đạo chúng con, tụ họp về đây, đầy đủ niệm Phật, hộ niệm để tiễn đưa ông. Giữ trọn lời hứa với ông. Ông đã hứa với vợ, con, đạo tràng. Hứa với lão cư sĩ Giữa Âm. Là bằng mọi giá, khổ đau, bức bách, bước ngoặt, đều niệm câu A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương. Và con nói rằng, vãng sanh, ông để lại thoại tướng rất là đẹp. Cười mà vãng sanh. Vậy giờ phút này, hương linh ông Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy ơi, không còn chần chừ được nữa nhé, không còn do dự gì được nhé, không được phân vân nữa nhé. Thực sự xác thân đã hoại diệt, thọ mạng đã hết, thân mạng đã chết. Cái xác thân này, nó chết 14 giờ đồng hồ rồi, nó không còn lệ thuộc vào ông nữa đâu. Nó không chướng ngại gì ông niệm Phật, vãng sanh Tây Phương thành Bồ Tát, thành Phật nữa đâu ông. Trong giờ phút này, ông cách với Đức Phật A Di Đà và 10 phương chư Phật, chư đại thánh chúng trên cõi Tây Phương hoàn toàn chỉ có một niệm mà thôi, một niệm giác ngộ, đó là ông niệm lên A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Mà tổ sư Nguyễn đã dạy rằng tin phải được sâu, nguyện phải được thiết, thì tán tâm loạn tâm niệm A Di Đà Phật mới vãng sanh Tây Phương được. Còn tin không sâu, nguyện không thiết, không xả bỏ tình chấp thế gian này ra, thì dù niệm Phật mưa rơi không qua, gió thổi không lọt, ông không vãng sanh nổi đâu. Ông Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy ơi, nếu như trong giờ phút này
nằm nơi đây, nghe lời nói này, thì ông đang chấp trước vào một điều gì rồi? Nhất định phải nghe lời chúng con nhắc nhở nghe. Giờ phút này, xác thân họa diệt, xác thân đã chết. Nó chết 14 giờ đồng hồ rồi đó. Vợ, con, cháu chắc, đại chúng, niệm Phật, trợ niệm, thâu đêm, suốt sáng, dùng tất cả tâm sức lực của mình để giúp đỡ cho ông đó. Mười phương chư Phật hộ niệm giúp đỡ ông đó. A Di Đà Phật phóng đại quang minh bao trùm nơi đây gia trì giúp đỡ, chờ ông thức tỉnh đó. Hãy niệm lên câu A Di Đà Phật, cho con về Tây Phương Cực Lạc đi. Trước đây con biết được vài thông tin, ông còn chấp trước, còn giận một người em. Thì ông ơi, Đức Phật dạy rằng tâm sân hận này nó chướng ngại ông vãng sanh Tây Phương đó. Cứ sĩ Giờ Âm thường phân tích, Hòa Thượng Tịnh Không thường phân tích, không có một vị Bồ Tát nào mà còn giận người, còn oán người, hờn trách người cả. Vì vậy, có giận hờn em của mình thì lập tức phải buông xả ra ông nhé. Hòa Thượng Tịnh Không dạy, tha thứ cho người, tức là tha thứ cho mình đó. Giận người, tức là hại chính mình đó, không có hại người khác đâu. Vì vậy, ông ơi, hành tâm sám hối đi, bằng câu A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Con khờ dại rồi, A-di-đà Phật cứu con, cho con về Tây Phương Cực Lạc đi. Con biết ông có tình cảm sâu nặng, còn lo lắng cho người thân của mình. Ví dụ như còn một người em gái, một người chị gái, hay là bị thân khổ bệnh tật. Ông thương chị mình thì là đúng, không sai. Nhưng ông ơi, giờ phút này, cái xác thân của ông không còn lo nổi nữa rồi. Mọi người đang phải lo cho ông rồi. Vậy, chị của ông, nếu như biết tin ông mà không vãng sanh Tây Phương, vậy chị khổ chồng thêm khổ, đau sẽ chồng thêm đau. Vậy đâu phải là thương chị của mình, mà có lẽ là hại chị mình đó, lại hại chính ông nữa. Vậy giờ phút này, thực sự thương chị gái của mình, thì phải niệm Phật vãng sanh Tây Phương ông nhé. Làm Bồ Tát, làm Phật rồi, mới có đủ thần thông đạo lực để quay về đây, gia trì, giúp đỡ, trông nom cho chị gái của mình. Mà chị gái của một vị Bồ Tát, thì phước báo mọi thứ sẽ được tốt hơn những gì hiện tại họ có đó. Ông còn lo cho hai người cháu nội của ông. Ông lớn lên không thể trông nom nổi, nhưng con đã nói với ông rồi, ở đây ông làm người thì có thể chăm nom cho con cháu ông hiện tại trước mắt vây quanh ông mà thôi. Còn khi họ ra đường vào xã hội thì không thể nào ông có thể quan tâm giúp đỡ cho họ được đâu, cháu của ông được đâu. Nhưng nếu ông kịp thời giác ngộ thương yêu chứ không thương hại, là niệm A Di Đà Phật trở về Tây Phương làm Bồ Tát rồi, thần thông bao trùm pháp giới, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, với có đầy đủ thần thông đạo lực để trông nom, để gia trì, để giúp đỡ cho tất cả thân bằng trong hư không pháp giới, vô lượng vô biên kiếp đến nay, chứ không hai người cháu này đâu. Về được Tây Phương Cực Lạc rồi, thì cửu huyền nhà ông siêu thoát đó, tứ thân phục mẫu hiện đời, lâm chung rồi, đọa lạc rồi, nhờ công đức đó mà lên trời đao lợi để hưởng phước đó. Ông ơi, ông là một người bố của cư sĩ Phúc Thiện, mà cư sĩ Diệu Âm đã gửi gắm niềm tin, đã niệm Phật hộ niệm với chúng con mấy năm qua, đã để lại niềm tin cho mọi người. Vậy mà giờ phút này, ông là cha của một người chúng trưởng, nếu chẳng may sơ suất, sơ ý mà vướng nạn, mà chướng nạn ở nơi đây, không giải thoát, không vãng sanh, thì ông ơi, con ông ăn nói sao đây với đại chúng? Vợ ông còn đang tu hành ở đây, gia đình ông muốn độ con, độ cháu, thì thực sự trước đây họ chưa tu, chưa niệm Phật, chưa lợi Phật, thì giờ họ đã ngộ ra đường đạo rồi, báo đại hiếu rồi, tận tâm, tận sức và tận lực, ngày đêm mấy tháng qua, niệm Phật, trông nom, hộ niệm giúp đỡ cho ông. Nhưng ông ơi, ông con mình đều là phàm phu cả mà thôi, ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Vì vậy, vợ ông, con ông, cháu ông, người thân, anh, chị, em, quyến thuộc, nội ngoại,
dù họ không đến thăm nom mình lúc cuối đời, đây cũng là cảm ứng tự nhiên. Vì gia đình chúng ta kiêng ngũ tân mà. Con nói với ông trước rồi, không đến thăm cũng tốt mà. Vì đó chính là môi trường tốt nhất để cho ông được bảo vệ an toàn, để viên mãn niệm Phật vãng sanh. Nếu như nghe được lời nói này, thì con tin tưởng rằng không đời nào ông khờ dại đến cái mức là chấp trước nằm ở nơi đây để rồi chịu khổ, chịu đau cả. Vợ ông, con ông, người thân đã vào từng người một lần lượt sám hối, nhắc nhở, xin lỗi ông. Họ đang trông chờ cái giây phút ông vãng sanh Tây Phương đó. Tổ tiên nhà ông trông chờ giây phút ông vãng sanh đó. Cư sĩ Dược Âm cũng đang trông chờ tin ông vãng sanh đó. Chúng con những người niệm Phật bạn đạo cùng với ông, cùng con cháu nhà ông cũng đang trông chờ tin ông vãng sanh đó. Một câu A Di Đà Phật thôi giải quyết tất cả mọi vấn đề. Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng tất cả những mong cầu thiện lành tốt đẹp của ông nơi thế gian này chưa toại nguyện, chưa như ý, thì ông ơi, buông xuống đi, gác xuống tất cả đi, tạm thời thôi, thâu hết thân tâm lại một câu A Di Đà Phật liên tục mà niệm cầu cho con về Tây Phương, thì một niệm cho đến 10 niệm ông đã có mặt nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Phật A Di Đà. Ông không vãng sanh được, A Di Đà Phật thề không thành Phật. A Di Đà Phật thành Phật 10 kiếp rồi thì chỉ còn ở nơi ông nữa mà thôi. Con tin tưởng rằng giờ phút này thực sự có lẽ ông đã vãng sanh rồi. Nếu chưa vãng sanh thì cấp kỳ là lập tức niệm Phật cầu về Tây Phương để vãng sanh thành tựu tâm Bồ Đề cao cả, nguyện vọng tu hành vô lượng kiếp. Và trong mấy năm qua, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị tăng pháp giới hữu duyên, chư vị dịch đại kiếp số oán thân trái trục, trong đó có thể lập cửu huyền thất trục của Hương Linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy. Trong cuộc đời này vô lượng kiếp đến nay, chư vị có nhân duyên thiện lành cũng như chẳng thiện lành với Hương Linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, thì đó cũng đều là cái duyên. Chư vị nếu thực sự để đền ơn, báo ơn, thì ngưỡng nguyện chư vị nghe theo lời Đức Phật chỉ dạy, kết hợp cùng với chúng tôi niệm Phật, hộ niệm, nhắc nhở, giúp đỡ cho Hương Linh Phúc Thủy giật mình, tỉnh thức, tin sâu nguyện thiện, niệm A-di-đà Phật trong bất kỳ cảnh giới nào, để được A-di-đà Phật tiếp đón vãng sanh Tây Phương, thành Bồ Tát, thành Phật. Công đức đó của chư vị vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Chư vị gửi công đức đó về Tây Phương luôn, niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, chính chư vị được đại thiện lợi là sẽ được Đức Phật A Di Đà hiện thân tiếp độ chư vị đi về Tây Phương. Và kính thưa chư vị trong pháp giới có mối duyên chẳng lành, chư vị lịch đại kiếp số oán thân trái chủ của Hương Linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy. Đức Phật dạy rằng là chúng sanh trong lục đạo luân hồi thì không một chúng sinh nào tránh khỏi những lúc mê lầm, làm điều sai trái. Mà Đức Phật đã dạy, biết lỗi là giác ngộ, sửa lỗi là công phu. Trong cuộc đời này, vô lượng kiếp đến nay, cũng chỉ vì vô minh che đậy mà Phật tử Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, đã giết hại chư vị, tổn hại chư vị, làm chư vị vì thống khổ đọa đày trong nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Chư vị đến báo thù, báo oán, đòi nợ, đòi lại sự công bằng cho chư vị là hoàn toàn đúng, không có sai. Chúng tôi rất hiểu, rất thông cảm với chư vị. Nhưng chư vị ơi, Đức Phật đã dạy oan oan tương báo không bao giờ ngừng dứt được đâu. Nếu ta lấy oán báo oán thì oán nợ ấy sẽ chất chồng. Mà Đức Phật dạy chúng sinh trong sinh tử luân hồi là vô cùng đau khổ. Sự đau khổ này là định luật của nhân quả, là kết quả của sự tạo tác ác nghiệp của chúng ta gây tạo ra cho nhau đó, mà dẫn dắt nhau xoay vần trong lục đạo luân hồi để oan oan tương báo, khổ không kể hết được. Hôm nay, đời này, chúng tôi tha thiết khấn nguyện và ngưỡng nguyện chư vị hãy chân thành nghe lời Đức Phật chỉ dạy, cảm thông tâm chân thành sám hối của Hương Linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy trong những ngày còn sống.
cũng như vợ con, bạn đạo đã cố gắng niệm Phật, lạy Phật, tu tạo công đức thiện lành, có phúc đức, công đức nào đều hồi hướng đến cho chư vị, nhằm xoa dịu bớt nỗi đau của chư vị. Chư vị ơi, Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rằng tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật, vốn sẵn có trí tuệ, đức tính của Như Lai. Thì tất cả chư vị mang bất kỳ hình tướng nào, thân tướng nào, thì chư vị có một điểm chung là chân tâm bổn tánh so với chư Phật Như Lai là không hai, không khác. Mà Phật dạy rằng nhân có, duyên đủ thì ắt sinh quả báo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu hành khổ cực vô lượng kiếp với được thành Phật. Khi thành Phật rồi, Ngài phải tìm ra phương pháp là niệm A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương, chỉ dạy bảo lại cho chúng ta. Chỉ trong một sát na, chỉ trong 10 niệm, một đời ngắn ngủi này thôi, chúng ta đều được giải thoát, vãng sanh Tây Phương, thành Bồ Tát, thành Phật, hưởng vô lượng an vui, hạnh phúc, thần thông đạo lực nhiệm màu, một đời thành Phật, đi độ chúng sinh. Vì Phật A-di-đà phát nguyện rộng lớn rằng, bất cứ chúng sinh nào khi lâm chung, khi còn thân trung ấm, mà niệm danh hiệu của Ngài là A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương, một niệm cho đến 10 niệm, tin sâu, nguyện thiết, mà Ngài không hiện thân tiếp đón chúng sinh đó, vãng sanh Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Đức Phật A-di-đà thành Phật 10 kiếp rồi. Trong kinh A-di-đà 10 phương tất cả chư Phật Như Lai, tướng lưỡi rộng rãi, nói lời thành thật, khuyên bảo chúng sinh chúng ta phải nên phát nguyện niệm A-di-đà Phật cầu về Tây Phương để được vãng sanh thành Bồ Tát, thành Phật. Phần lớn chư vị hiện hữu nơi đây nghe lời nói này, duyên lành cũng như chẳng lành với hương linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy. Chư vị đang khác cảnh giới của chúng tôi. Chúng tôi thân người có thọ mạng, còn phần lớn chư vị thân trung ấm, thân vong linh, thân này 7 ngày cảnh chết hiện ra một lần, một lần sau khổ đau hơn lần trước. Vậy chư vị đang được trực tiếp nương tựa vào đại thể nguyện của Đức Phật A-di-đà đó. Chư vị chính là đối tượng Đức Phật A-di-đà tiếp độ vãng sanh Tây Phương đó. Tổ sư Huynh dạy rằng, trong giờ phút này, chư vị tin được sâu, nguyện được thiết, cầu về Tây Phương, niệm A-di-đà Phật cùng chúng tôi, tán tâm, loạn tâm, chư vị cũng vãng sanh Tây Phương cực lạc đó. Tổ sư Ân Quang dạy rằng, chư vị tin sâu pháp môn niệm Phật, tha thiết phát nguyện cầu về Tây Phương, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, chư vị vãng sanh thành Phật, còn có dư đó, chư vị ơi. Ngược lại, thế gian này, vô cùng đau khổ, vô cùng huyễn mộng, vô cùng giả tạo. Chư vị có báo được thù, chư vị có hãm hãi hương linh, Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, thì suy cho cùng, xét cho kỹ, sự khổ đau của chư vị không khác được, mà oan thù thì càng giết càng sâu. Tương lai, chư vị lại thọ lại những quả báo khổ đau như vậy. Như vậy không lợi ích gì cho chư vị, cũng chẳng lợi ích gì cho Phật tử Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy. Vì Phật Pháp là Pháp Đại Thừa, là Pháp Bình Đẳng, là Pháp cứu độ tất cả chúng sinh khổ. Chúng tôi đến đây cũng vậy, không có tâm tư lợi cho hương linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy đâu, mà nhằm lợi ích chung cho tất cả chư vị. Thực sự cầu xin chư vị cảm thông, tha thứ, nghe lời Phật dạy ngay giờ phút này cùng chúng tôi. Nếu như hương linh Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy còn tại nơi đây, tiếp tục cùng đại chúng phát nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương, tận dụng cơ hội cuối cùng này để vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Cho con được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. A Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đã được viên mãn chưa? Đã được đại thừa chưa? Để còn biết đường hướng dẫn cho tu gia đình, lo việc nhà, mong được hay là lo tăng sự cho ông. Vì vậy nếu như ông vãng sanh rồi, thì trong khi đại thừa chưa được viên, còn chưa vãng sanh mà có đủ vật thân xác, người vô cùng lo nghĩ, vô cùng vững mạnh. Vậy ông tuyệt đối không được khởi tâm sân hận nhé, tuyệt đối không được khởi tâm tức giận nhé. Trước khi còn đủ vật thân xác của ông, thì xin ông quan nhiếp cái tâm lại, định cái tâm lại, niệm cố gắng lên, mời ông A Di Đà Phật cho con về Tây Phương, tận dụng cái cơ hội này để vãng sanh Tây Phương. Nhất định đừng đi con đường vạ lạc ông nhé. Chúng con thương ông, vợ ông thương ông, con cháu ông thương ông, bạn đạo đồng cũng thương ông. Chúng con ông được vãng sanh Tây Phương thành Bồ Tát, thành Phật, để sau này chúng ta cùng nhau biết thành Phật đạo, đi cứu độ chúng sinh.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Mặt hồng hơi ấm ấm. A Di Đà Phật. Bụng bằng nhau. A Di Đà Phật. Lịch bỏ chăn đua. A Di Đà Phật. Khu vực này. A Di Đà Phật. 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 Chúng ta cứ niệm tiếp, bây giờ nó lạnh để ta kiểm tra. Bỏ hết một con nó rồi. Đấy, chúng ta đâu rồi. Có lên này rồi. Đi. A Di Đà Phật. Nhìn thấy một cái vết thương như con người này. Thế muốn để cái vết thương này nó đỡ này, đúng không ạ? Thì phải rửa chăm chút yêu thương nó, đúng không ạ? Thì vết thương nó mới nhanh lành. Còn nếu mà mình quăng quật, có phải là nó lâu lành không ạ? Từ đó mà Đức Phật dạy là nếu như một người mà chúng ta muốn để gì, khi mà để họ với ta với oán thù ấy, để nó xóa bỏ khoảng cách, khi người có lỗi với ta thì ta cũng phải thương yêu giống như cái vết thương này, ta phải muốn cho nó, đúng không? Muốn cho nó vết thương nó nhanh lành ấy, thì không phải là phải dùng cái tâm thương yêu người đó. Khi họ có lỗi với ta, ta không được ghét bỏ họ, thì phải giống thương yêu như cái vết mổ này, vết đau này, thì họ mới nhanh lành chứ. Thế phải là oán thù mới nhanh tiêu không? Nhưng chúng ta lại mắc về lúc mà chưa tu ấy. Khi người mà hại ta thì ta hại bằng chết thì thôi. Đúng chưa? Ai có lỗi với ta làm cho họ bằng chết thì thôi. Chính vì thế mà Đức Phật mới dạy là khi muốn để cái oán thù giữa ta và người để nó được tiêu trừ, thì khi người có lỗi với ta thì dùng tâm thì thương yêu không ghét bỏ, thì oán thù này sẽ hóa giải. Vậy khi mình có lỗi với họ thì làm sao để họ tha thứ? Thì hôm nay con nói về cái trước cái phần mà chúng ta trước khi chúng ta biết tu nhé. Con xin nói cả ông Thu, con với ông giống nhau, trước khi tu mà giống nhau hết mà, con với ông với đại chúng này, đúng không? Thì khi con gặp được Phật pháp thì con mới giật mình. Đức Phật nói là gì? Khi ta vui trên sự khổ của người khác
thì nhất định ta khổ. Đấy, chúng ta vậy, ví dụ trước khi ta chưa hết tu thì khi ta có được cái gọi là cái miếng ăn thì ta cái con thường đang nói là ăn nó khen nó ngon. Đấy, chúng ta là ăn thịt thì đừng khen ngon nhé, con dặn trước nhé, đừng khen ngon. Ăn nếu ăn thì đừng khen ngon, vì sao? Là vui gọi là hoan hỉ trên cái sự đau khổ của chúng sinh thì thân mình sẽ đau vô cùng vô cực. Nhắc lại chúng con, nhắc lại chúng nhé, là ông ạ, ngày xưa con ông thế thôi, ông trổ nó trước con trổ nó sau, mà nếu mà con ra đi mà trước khi nó trổ thì con mừng lắm, nghĩa là trước khi nó trổ giống như ông ấy mà con đi được trước con mừng lắm, vì nó lúc trổ ra thì ai cũng phải đón nhận thôi. Nên Phật nói là gì, muốn mình có cái ăn thì phải cho người cái ăn, muốn mình hết khổ thì phải cho người hết khổ, muốn mình được vui thì phải cho người được vui. Vậy hôm nay chúng ta trước khi tu chúng ta toàn làm ngược lại hết, đúng không ạ? Toàn thấy người khác khổ thì mình sinh vui, đúng không ạ? Thấy chúng sinh khổ mình sinh vui mà, thấy người thấp kém hơn ta thì ta tự đắc, đúng chưa? Chính về những cái lỗi lầm đó mà hôm nay nó sinh ra tất cả thứ khổ đau với mình. Như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng là hôm nay chỉ có mỗi một cái tâm là phát tâm thật sự sám hối. Vậy sám hối trong pháp môn niệm Phật không phải là ngày ngày nhắc là con đã bao nhiêu đời kiếp này con tạo lỗi lầm, không phải nhắc cái điều đó. Chúng ta nhầm một chỗ là tổ Liên Trì tổ thứ 8 có nói nếu tu hành mà thường nhắc đến cái lỗi lầm của mình thì đời đời kiếp kiếp ở luôn rồi. Đấy là tổ thứ 8, ngài là Bồ Tát đấy, là Liên Trì đấy. Ngài có nói rõ là nếu như ngày ngày lỗi nhắc cái lỗi lầm của mình thì nhất định ở lại luân hồi. Thứ hai là Hòa Thượng Tịnh Không có dạy ngày ngày nhắc lỗi lầm của mình thì chính là ngày ngày tăng thêm tội trước. Nhắc lỗi là nhớ nghiệp, nhớ nghiệp thì đi vào tam tam nghiệp, thì có thiện nghiệp và ác nghiệp, thì nếu nhớ ác nghiệp thì đi vào tam ác đạo, nếu nhớ thiện nghiệp thì đi vào tam thiện đạo. Chính vì vậy mà Phật mới dạy chúng ta là không được nhớ thiện cũng không được nhớ ác, chỉ có niệm Phật cầu sinh cực lạc thì đây mới là chân thật tu hành. Hôm nay là chúng ta sẽ hiểu rõ là thế nào chân thật tu hành, là một câu Phật hiệu chỉ cầu vãng sinh. Và ví dụ hôm nay ông Thu, con thật sự là thông cảm với sự đau, cái vết thương của ông đau, con thực sự thông cảm. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ, nếu khi đau mà tâm ta để vào cái sự đau khổ, tâm ta theo dõi cái đau, đau từng ngày, thế đây chính là đang niệm cái đau cái khổ. Con xin thưa rõ nhỉ, thì khi niệm đau khổ như nãy con nói là Liên Trì nói và Hòa Thượng Không nói là ngày ngày mình để tâm vào cái đau, ông nhá, con dặn đây là bày cho ông, nếu ngày ngày ông để tâm vào cái đau, ngày ngày ông theo dõi cái đau nó tăng trưởng thì đấy là ngày ngày ông đang niệm đau và niệm cái đau hơn. Con xin dặn chúng lại chúng nhá, hôm nay ai mà đang khổ mà cứ ngày ngày để ý vào cái khổ mình thì chính là ngày ngày mình niệm cái khổ đấy. Niệm khổ thì khổ nó ở lại mà nó tăng gấp đôi. Ví dụ hôm nay nhá, Hòa Thượng nói rõ là gì, một người tạo tội, ví dụ hôm nay đây đi, có những người trong đời nạo một cái thai, hai cái thai, ví dụ vậy nha, ví dụ một cái thai đi, thì nếu như một cái thai nhi thì khi mà mình nhớ tới một lần thì trong kinh Phật dạy là con người ta có tám cái thức, thì cái thức thứ tám gọi là a lại ra thức, chính là linh hồn của chúng ta, là thiện ác trong đời nó thâu hết lại, nên cứ mỗi lần nghĩ đến cái gì thì cái đấy lại thâu lại một lần đấy. Vậy ta nạo có một lần nhưng mà ngày ngày nghĩ đến nó thì ngày ngày tăng thêm một lần nữa, là tội đó thành hai lần sát sinh, nghĩa là hai lần nạo phá thai, một lần nữa là ba lần, là ba lần nạo phá thai, bốn lần nghĩ đến nó là bốn lần nạo phá thai. Nên tội càng ngày càng tăng gấp bội phần, nên tại sao chúng ta cuối đời lâm chung rất đau khổ. Chính vì vậy tổ sư mới dạy chúng ta là phải buông thiện cũng như là buông ác, thiện nghiệp còn buông, huống chi là ác nghiệp. Vậy thì chính vì vậy mà chúng ta hôm nay là người niệm Phật rồi, ông Thu vẫn dặn nhé. Vậy thì không được để tâm vào cái việc là ngày ngày theo dõi cái đau của mình nữa. Nếu để ý vào cái việc đau của mình ngày ngày này thì chính là mình đang niệm cái đau, cái khổ, cái mệt đấy. Chính là ngày ngày cái này nó tăng trưởng lên và ngày ngày nó làm cho ông rất đau khổ. Đấy, vậy con nói là tại sao Bồ Tát, các chư vị Bồ Tát có bệnh hay không ạ? Bồ Tát có bệnh. Con xin thưa rõ nhỉ, Bồ Tát có bệnh, chỉ có Phật mới là không thôi. Bồ Tát vẫn có bệnh. Bồ Tát có bệnh. Khi Bồ Tát bị bệnh, nghe không? Tại sao chúng ta không biết ngài bị bệnh? Là vì tâm lực các ngài mạnh lắm, nghiệp lực không thắng được đâu, nên các ngài hoàn toàn không bao giờ để tâm vào cái bệnh của các ngài đâu.
Nên chính vì vậy mà không ai thấy các ngài bị bệnh. Nhưng chúng ta đau là chúng ta suốt ngày để tâm một cái đau lên, càng ngày người ta nhìn thấy mình cái đau, bị bệnh, bị khổ đấy. Chính vì vậy mà bệnh nó phải càng ngày càng tăng lên. Nên Phật Bồ Tát, các ngài khi mà các ngài tu hành, những người Bồ Tát là các ngài có lòng tin gọi là chân thật. Vì Ấn Quang Đại Sư có nói rõ mà, Ấn Quang Đại Sư là ai? Là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Thì Ấn Quang Đại Sư nói là cái pháp môn niệm Phật này là cái bậc mà chứng được chân đế, có là nghĩa là ai? Là bậc A-la-hán á. A-la-hán là bậc mà ra khỏi luân hồi, không còn sống chết chết sống nữa. Có nghĩa là một người A-la-hán có thể biết được 500 kiếp người khác và gọi là ra khỏi luân hồi sinh tử rồi. Thì bậc A-la-hán thì ngài Ấn Quang nói đó là bậc mà chứng được cái chân đế, cái pháp môn niệm Phật này còn ngờ vực, bậc mà chứng được gọi là thánh nhân rồi đấy, mà đối với câu A Di Đà Phật còn ngờ vực. Và ngài nói rõ là đến bậc Bồ Tát thì có thể tin được, nhưng để hiểu tột cùng về bốn chữ A Di Đà Phật và pháp môn niệm Phật thì không thể hiểu hết được, mờ mờ, có nghĩa là không thể hiểu hết được. Nhưng các ngài có được niềm tin, con dặn lại chúng nha, vì ngài các Bồ Tát có được cái sự niềm tin nên khi bị đau, bị khổ, bị bệnh, niệm một cái là vì sự tin nó lớn mà. Nên chính vì vậy mà sự tin nó nhiều nên thiện căn bắt đầu trong quá khứ nó trỗi về. Khi niệm một câu A Di Đà Phật thì phước đức từ vô lượng kiếp nhờ cái sự tin nó dồn về ngay, nên cái sự đau khổ nó biến mất luôn đấy nhá. Còn hôm nay chúng ta nhận như chúng ta ngồi đây này, nếu ai đây là Bồ Tát con xin sám hối, còn nếu chúng ta là phàm phu chúng ta không có đủ đức tin như vậy đâu. Nên chúng ta niệm Phật ngày hôm nay, nên nhiều người bảo tôi niệm Phật mấy ngày mà tại sao nó vẫn cứ đau. Không phải đâu, là vì chúng ta niệm Phật mấy ngày nhưng niềm tin ta không đủ, nên thiện căn và cái phước của mình trong quá khứ nó chưa kịp dồn về, nó mới đứng ở ngoài cửa thôi. Nhưng Bồ Tát Phật niệm cái là vào thẳng nhà luôn, là vì tin với ngài đủ rồi mà. Còn chúng ta chưa đủ, nó còn đứng ở ngoài cửa ấy. Nên niệm một ngày, hai ngày, đến ba ngày, đến bốn ngày, đến năm ngày, đến một tuần sau nó mới vào được. Bắt đầu một tuần sau người ta niệm Phật bắt đầu mới đỡ, chúng ta mới thấy đỡ đau hơn đấy, đỡ khổ hơn, đỡ mệt hơn đấy. Chứ lúc đó đâu thiện căn với phước đức của ta nó mới dồn về được. Chính vì vậy mà con thường nhắc lại chúng là muốn để cho cái sự đau khổ nó quên đi, chứ không phải chúng ta không bị đau khổ đâu nhá, là chỉ là quên đi thôi, thì toàn bộ tâm lực dồn vào bốn chữ A Di Đà Phật, thì lúc đó tâm chỉ nhớ có Phật hiệu thôi, thì phước đức và thiện căn trong quá khứ từ đó mà nó dồn về, thì tất cả sự đau khổ từ đó mà nó bị đè xuống. Nên hòa thượng nói là muốn làm gì cứ niệm một câu Phật hiệu để đè tất cả nghiệp chướng xuống, thì từ đó mà nghiệp chướng từ đó mới bị chìm xuống dòng, thì từ đó bắt đầu phước đức và thiện căn mình trong quá khứ bắt đầu nó trôi về. Nên chủng tử Phật mà xuất hiện cái là người này nhất dễ băng sinh. Nên chính vậy ông Du nhé, nên chính vậy từ giờ về sau là không niệm đau, không niệm khổ nữa, đau nhức mệt không nhớ nữa ông nhá. Nó đau con biết, con thông cảm, nhưng đừng theo dõi nó đến việc của nó và nó đi là việc của nó, và việc của ông là chỉ nhìn vào câu A Di Đà Phật thôi. Thì đấy gọi là ông ngày ngày ông niệm Phật. Đây là tổ sư có dạy như thế, thì đại chúng nhớ con dặn là như vậy để sau này mình có cơ hội để mình có phần vãng sinh Tây Phương lại. Thì con thường nói này, đây thì chúng có phát cái tâm gọi là phát cái lồ, hoặc là phát cái tâm ấy là chân thật tu hành. Ví dụ con chỉ nói là cái ca mà mới nhất gần đây con hộ niệm mấy hôm trước, hai ba hôm trước đi vãng sinh ấy, trước đó mấy ngày là chưa hiểu nhiều nên còn tạo cái nghiệp. Hôm nay để nói cho đại chúng ra là khi mà giết một con, khi gần cách đó khoảng 10 ngày là bệnh viện trả về rồi, nhưng mà còn bắt vợ con là đi mua một con cá về giết, cá 5 cân về giết để đãi người nhà từ quê lên. Sau khi đãi người nhà về quê lên thì một số người niệm Phật tu hành ở đó, họ đến niệm Phật và họ xin là bản thân sẽ chủ tha cho. Thì đến lúc về họ ngủ, cái người mà mấy người niệm Phật đến để về ngủ ấy, thì những cái vị kia họ bảo là chúng tôi không tha đâu, vì giết chúng tôi kinh lắm. Nghĩa là đến xin mà không được đấy. Tại vì họ bảo giết họ, mới giết họ mà kinh khủng lắm. Thì con mới nói này này, con nói này này, hôm nay để chúng biết là phát cái tâm thật sự tu hành này. Thì con nói là những cái chúng sinh mà ngày xưa mình cắt cổ họ, nghe con chỉ nói này nhá, ví dụ trước khi tu ai cũng vậy thôi, con cũng vậy thôi mà, cắt cổ họ, thì nếu như mà có được cái cơ hội để họ quay ngược lại họ trả thù mình nhé, để cho họ cắt cổ mình 100 lần
thì chắc chắn họ sẽ cắt cho mình 100 lần. Cứ nói đặt tình huống mình vào họ xem, đúng không ạ? Bây giờ người không có quen với người ta mà đến họ, bây giờ họ để dao cổ họ cắt chặt cột đầu mình. Vậy nếu để cho mình trả thù, có cơ hội trả thù họ, để cho ta chặt họ 100 lần, chắc chắn ta chặt họ 100 lần. Đúng chưa? Thì chúng sinh họ cũng vậy. Có cơ hội trả thù là có 100.000, 1 vạn lần họ cũng không tha cho ta. Vậy khi nào họ tha cho ta? Đức Phật dạy rõ nhé, là khi nào oán thân trái chủ họ tha cho ta? Khi Phật dạy là thật tâm hồi đầu sám hối, thật tâm ăn năn lỗi lầm, thành tâm niệm Phật cầu sinh cực lạc. Thì từ lúc đó là lúc bắt đầu họ thành tâm, nên từ đó bắt đầu chư Phật gia trì, Long Thiên hộ pháp ngày đêm bắt đầu bảo vệ. Tự nhiên từ đó mà từ trường nó phóng ra, làm cảm hóa đến chư vị trong pháp giới đó. Họ không còn đòi nợ chúng ta nữa. Họ thấy người này thật sự hồi đầu rồi, nhất định họ sẽ tha. Vậy thì chỉ có phát tâm thật sự hôm nay bắt đầu, từ giờ về sau, thật tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà Ấn Quang Đại Sư mới dạy là gì? Ấn Quang Đại Sư dạy là một người chí thành chí kính niệm Phật, không phải là người cứ ngày 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 một câu niệm Phật niệm, xong cuối cùng là bảo là tôi niệm ngày ngày nhiều, không phải đâu. Thứ nhất là không được xen tạp, con xin thưa rõ nhỉ, không xen tạp bất kỳ cái gì vào, đây gọi là chí thành. Thứ hai, không được lo lắng phiền muộn một cái gì, đây mới là chí thành. Nhưng còn lo lắng niệm Phật mà còn lo lắng phiền muộn đấy không phải chí thành đâu, con xin thưa rõ nhỉ. Là vì còn lo, còn buồn, còn phiền, còn lo mà. Lo là chưa tin Phật, vậy là chí thành làm gì có. Đúng không ạ? Đấy, niệm Phật còn xen tạp đủ thứ nhiều vào thì không phải tâm chí thành đâu. Niệm Phật còn đủ thứ suy nghĩ thì chưa phải chí thành đâu. Vậy khi nào chí thành? Khi mà không lo việc gì nữa, chỉ để tâm vào câu A Di Đà Phật thôi. Thì đây mới là người thực sự chí thành, chí kính. Từ câu chí thành đó mà Ngài Ấn Quang nói rõ mà, một phần thành kính thì một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì 10 phần lợi ích, một phần thành kính thì nghiệp tiêu một phần, 10 phần thành kính thì nghiệp tiêu 10 phần. Như vậy hôm nay Ngài mới dạy là chỉ có tâm chí thành mà thôi. Vậy hôm nay ông Thu nhá, niệm Phật nhất định không lo cái gì nữa, là tâm ông chí thành đấy. Ông cứ thành tâm, ông niệm này, ông có cái tâm này vài hôm ông sẽ thấy ngay. Nhưng không phải vì vậy mà mình mới chí thành để hết đau hết khổ, không phải nhá. Mà về cầu sinh cực lạc để trở lại độ chúng sinh. Từ cái tâm này nhất định ông sẽ có kết quả tốt. Con nói là ông sẽ có kết quả tốt đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nên Phật mới gọi là tâm lực lúc đó sẽ thắng được nghiệp lực. Từ cái sự chí thành đó mà tâm lực mình mới mạnh lên được, nghiệp lực bắt đầu từ đó mới đè xuống dưới. Nên hôm nay ở đây ai muốn để được cái tâm lực mạnh ấy, thì hôm nay chí thành đi, thì chắc chắn tâm lực nó sẽ mạnh. Tâm lực mạnh có nghĩa là không xen tạp, không có bất kỳ hoài nghi cái gì nữa nhá. Một câu A Di Đà Phật, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Gián đoạn là gián đoạn ở nơi lý, có nghĩa là lúc thấy người ta chỗ kia hay quá, tụng cái nào hay quá mình cũng chạy theo là hoài nghi đấy. Nha, xen tạp gián đoạn đấy nha. Chứ còn gián đoạn ở nơi việc làm không sao đâu. Lúc đi làm thì phải dừng mà làm chứ. Rồi lúc nào rỗi thì mình niệm Phật chứ. Đấy là gián đoạn nơi sự, không vấn đề gì đâu. Nên chính vì vậy mà chúng ta đừng lo việc đó. Chỉ cần ta hôm nay biết là như vậy thì thành tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì từ cái đó mà phát khởi lòng tin tuân thật ấy, thì chính vì lúc đó mà tổ sư dạy là thiện căn phước đức của mình trong quá khứ từ đó mới dội về, lúc đó bắt đầu nghiệp lực nó mới lùi thì bắt đầu mọi thứ bắt đầu ra đi. Con xin thưa rằng nhất định tỉnh táo. Còn con, còn ông Thu, nếu ông làm được điều đó, còn con, còn ông chắc chắn tỉnh lúc ông ra đi. Ông nhớ, ông hứa chúng con quyết lòng cầu sanh cực lạc nhá. Rồi vỗ tay khen ông nhá. Ông hứa chúng con là quyết lòng về Tây Phương. Vậy thì hôm nay con dặn ông là vậy, trong lúc đau, lúc mệt, lúc khổ, ông không được bỏ cuộc đâu nhá. Ông bỏ cuộc ấy thì ông thất bại. Là vì nếu như nói này này, hôm nào Hòa Thượng Thị Không có dạy này, Hòa Thượng Thị Không có nói là nếu như mà một cái ngân hàng ấy, một cái ngân hàng họ đưa một cái cục tiền ra, rồi họ cho mình rút, cứ rút được một đồng thì một đồng nó ở trong túi mình, rút hai đồng là của mình, rút ba đồng là ba tờ thì ba tờ là của mình. Có nghĩa là cứ rút một cái ngân hàng một cục toàn là 500.000 một, cứ rút một tờ 500.000 thì 500.000 là của mình, rút được tờ thứ hai là của mình, thì ngân hàng nó cho mình rút, cứ rút được bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Thì Hòa Thượng nói là người đó sẽ rút ngày đêm không ngừng nghỉ, nghĩa là ngày đêm còn không còn muốn ăn, không muốn ngủ mà ngày đêm để rút. Có nghĩa là còn quên ăn, quên ngủ để rút tiền đó. Nghĩa là họ cho mình được như vậy ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không ngủ nghỉ đâu. Chắc chắn sẽ còn thời gian thì ăn không đi đâu. Có đúng không ạ?
Hòa thượng nói rõ đấy, là khi cho mình rút cái đống tiền đó mà cứ rút được là vào túi mình, đúng chưa? Thì có phải là chắc chắn chúng ta có thể là hy sinh có thể một ngày, hai ngày, ba ngày bảo đi ăn đi uống nước, thôi thôi tôi không đói, tôi không không uống nước, chắc chắn luôn, đúng chưa? Thì Hòa thượng mới nói này này, nhưng các vị không biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu A Di Đà Phật, tất cả châu báu trên thế gian này không gì sánh bằng. Một câu niệm lên nữa là không có một cái châu báu gì có thể sánh bằng. Vậy mà bảo niệm câu A Di Đà Phật mà còn lười, còn chơi, còn nghịch, đúng không ạ? Nếu vậy thì nó hơn cả một cục tiền như vậy mà. Vậy tại sao không rút ngày đêm đi, đúng không? Nhưng chúng ta thấy vậy chúng ta cảm thấy là nó mệt, nó nhọc. Không phải đâu. Vì cái vô hình ta không nhìn thấy, cái hữu hình ta nhìn thấy, ta sẵn đấy. Nhưng cái vô hình thấy, Hòa thượng nói đó là không nhìn thấy, nên chúng ta mới lười. Chứ thực chất là một câu A Di Đà Phật niệm lên nhé, cho dù ấy một ngày mình rút như vậy có hàng được 10 tỷ, 100 tỷ, nhưng cũng không bằng niệm một câu thôi nhé. Con xin thưa rõ, Hòa thượng nói rõ đấy. Vậy thì các cụ tổn chớ. Như vậy thì nếu như vậy thì cũng mà người nào mà hiểu như vậy, cũng mà niệm ngày, niệm đêm, niệm quên ăn, quên ngủ luôn ấy. Niệm đến như vậy gọi là pháp hỷ sung mãn, đau khổ lập tức. Con xin thưa nó, nếu người nào niệm như vậy đau khổ lập tức nó tiến biến từ đầu lúc nào không biết đấy. Ông thưa nhá. Vì như vậy hôm nay là vậy thì hôm nay nhất định ta phải làm như vậy là một. Thứ hai đấy, con biết ông làm cha làm mẹ, là một người làm cha làm mẹ thì nhất định là cả đời thường lo lắng cho con cái, có thể hy sinh tạo tất cả điều lỗi lầm để nuôi con khôn lớn. Một người làm cha làm mẹ có thể hy sinh cả tính mạng để chăm sóc con, có đúng không? Vậy thì hôm nay cái hy sinh trong đời của ông chưa lớn đâu, cái hy sinh trong đời của chúng ta với con cái ta với người thân ta chưa đủ lớn đâu. Con xin thưa rõ là chưa đủ lớn đâu, kể cả hy sinh cả tính mạng nuôi con khôn lớn cũng chưa đủ lớn ấy. Vậy cái gì lớn nhất? Phật đó là cầu sinh Tây Phương Lạc là lớn nhất. Ví dụ hôm nay ông về Tây Phương Cực Lạc, cái này mới là lớn, hy sinh cho con cái lớn, cho bố mẹ, cho tổ tiên, cho người thân quyến thuộc mình lớn nhất này. Ví dụ Phật dạy là đi về Tây Phương Cực Lạc, ngày ông về Tây Phương là ngày bắt đầu tổ tiên ra khỏi ba đường khổ. Ngày ông về Tây Phương là ngày mà tất cả tội mà giữa ông với con cái, người thân yêu của ông từ đó được tiêu trừ, nghiệp chung ấy. Đấy, là từ đó được tiêu trừ. Ngày ông về Tây Phương Lạc là ngày ông đã để lại cái đức cho con cháu về sau. Nên người xưa mới nói là tổ tông có tích đức thì vạn đời cũng thịnh được. Nghĩa là một nhà nào tích đức ấy, thì sau này cứ dần tích, thì sau này liên tục như vậy, nhất định gia đình đó đầy đủ các thứ gọi là phước, không thể thiếu đâu. Ví dụ như ba đời làm giáo viên chân chính, đời thứ bốn sẽ có người làm quan thật to, rất là to đấy nhỉ. Thứ để ý là ở đây lân làng này, xem nhà nào mà có ba đời làm nhà nho đấy, ngày xưa ấy, đời thứ bốn người làm quan to lắm đấy. Hoặc là ba đời làm giáo viên chân chính, đời thứ bốn người làm quan rất to. Ba đời bố thí giúp đỡ người nghèo người khổ, đời thứ bốn có người thành đại gia giàu không tính đến được đấy. Đấy là Phật dạy đó mà. Vậy thì bốn đời tu hành thì đời thứ năm của Phật Bồ Tát xuất thế vào nhà mình. Như vậy đâu có phải chuyện chơi đâu. Như vậy thì ông thu chuyến này mà vãng sinh Tây Phương Lạc, đây mới là cái đức lớn nhất để lại cho đời đời con cháu về sau. Nghĩa là vạn đời vạn kiếp về sau con cái nhờ phước này mà được hưng thịnh. Con cháu đầu sau này về của ông nhất định nhờ phước này mà khởi sắc, mà kể sắc cuối cùng là được tu hành đấy. Thì quá viên mãn. Như vậy hôm nay ông thu nhớ, không về Tây Phương chuyến này là ông có lỗi với thân bằng quyến thuộc, đối với tổ tiên bố mẹ của ông đấy. Và cái đau hôm nay của ông cứ nghĩ đi là vậy thì cái sự đau khổ của mình ngày hôm nay so với đau khổ của bố mẹ, so với đau khổ của tổ tiên, so với đau khổ của con cháu mình về sau chưa thấm vào đâu cả. Thôi ta hy sinh thân mạng này, hôm nay ta về tổ tiên, về oán thân trái chủ mà bao đời bao kiếp nay ta đã giết hại họ, hôm nay ta quyết lòng ta cầu sinh Tây Phương Lạc. Nhờ cái tâm đó chắc chắn hôm nay họ tha cho ông. Con xin thưa ông rõ là hôm nay nhờ cái tâm này chắc chắn oán thân trái chủ họ sẽ tha cho ông đấy. Là hôm nay tôi hứa rằng từ giờ về sau, thân này có tan nát đi chăng nữa, thân này có đau khổ đến tột cùng đi chăng nữa, tôi cũng không bỏ cuộc để đời này tôi về Tây Phương tôi thành đạo, tôi quay trở lại cứu độ oán thân trái chủ, cứu độ tổ tiên bố mẹ và con cháu mình trong đời đời kiếp về sau nữa. Nếu ông phát được một cái tâm này hôm nay lớn lên, đây chính là tâm này là tâm mạnh đấy ông nhá, là tự nhiên là cái sự đau khổ nó dần dần nó đỡ đi đấy. Ông nhớ ông quyết làm không? Rồi vỗ tay cho ông nhá. Tổ sư con nói rõ này, tổ sư Ấn Quang ấy, con nói lại cho lại chúng nghe này, tổ sư Ấn Quang con nói rõ này.
cái sự đau khổ chúng ta hôm nay chưa thấm vào đâu. Ngài có nói rằng là phải ngũ mã phanh thây ấy, cũng chưa xứng đáng đâu. Là gì? Năm con ngựa buộc vào năm cái, cho nên cái đầu là một, hai cái tay và hai cái chân chạy về năm ngã. Đánh ngựa một cái là bắt đầu năm ngựa chạy phát là năm cái đầu ra một nơi, hai tay ra một nơi và hai chân ra một nơi. Tổ sư dạy đấy. Cái đau đó tổ sư nói là để mà cái mà đau khổ của mình mà hại chúng sinh, cái đau của mình nó chưa thấm vào đâu đâu. Nên là cái đau của ta mà hại chúng sinh ấy, so với cái ngũ ma phanh thây chúng ta chưa thấm vào đâu đâu. Vậy có nghĩa là chúng ta hôm nay đau này chưa là gì cả. Ông thư nhá, vâng. Chưa là gì hết đâu. Nếu ông nghĩ được như vậy ấy, ông sẽ thấy tâm ông an lành hơn nhiều. Ông sẽ thấy là ngài cái sự đau của ông sẽ vượt qua được. Nhưng nhiều người là vì cứ bảo là tôi đau thế này, tại sao tôi đau như thế, thì từ đó bắt đầu tâm nó trùng xuống, không vượt ra được. Vậy thì có nghĩa là tổ sư nói là một người ấy mà đến mức này này, đến ngũ mã phanh thây ấy mà tâm không thoái chuyển. Nhá, người ta có đánh mình mà người ta buộc mình vào năm con ngựa đó, người ta xé xác mình ra, ngài nó cũng không một tâm oán hận, thì người này ngài nó chắc chắn vãng sinh Tây Phương. Đấy là ngài tổ sư nói như vậy đấy. Thì hôm nay mong đại chúng hôm nay cũng như ông Thu hiểu được mà thấy cái khổ đau của mình hôm nay so với khổ mà chúng sinh mình đã từng làm, hôm nay nó không vào đâu hết, không thấm gì hết ông Thu nhá. Vậy thì từ đó mà ông sẽ quyết lòng lên được hơn. Vì nghĩ đau khổ của người thì chắc chắn mình sẽ vượt lên được. Còn suốt ngày mình nghĩ cái khổ của mình thì mình sẽ không vượt lên được đâu. Nên nghĩ sự đau khổ của người thân quyến thuộc của quán thân đến chủ hoặc còn khổ hơn mình hôm nay trăm vạn lần ấy, thì nhất định từ đó mà ông sẽ vượt qua được đấy ông nhá. Ông hôm nay ông nhớ chúng con này nhá. Con thương yêu ông giống như bố con thôi. Vì ông cũng đi hộ niệm với con bao nhiêu năm rồi, đúng không ạ? Và các anh chị đây cũng vậy, con rất là về đây thấy các anh chị như này rất cảm mến. Ông đã để lại cái phước cho con cháu ông ở đây, ông biết tại sao không? Con nhìn thấy con cả của ông này mặc được cái áo tu mà ngồi đây, chính là trong vô đời quá khứ anh tu rồi. Anh Thiện đây cũng đi hộ niệm cho người, chị Nhài nhà mình này, đúng không ạ? Còn mấy người nữa. Vậy là ông đã để lại cái phước này rất là lớn rồi. Vậy là nhờ cha mẹ mà con cái bắt đầu có được phước báo như này, thì mong cho các anh chị hôm nay thấy bố như vậy thì ông ở đời chắc chắn là ở nhìn ông là chắc ở hiền lành. Thì như thế mà ông cuối cùng vẫn phải như thế này đấy. Như vậy hôm nay cha chưa thấm vào đâu đâu. Vậy mong cho đại chúng hôm nay hiểu rõ, thì từ giờ về sau phát lồ sám hối chính là ngày ngày phát tâm chân thật niệm Phật cầu sinh cực lạc. Từ cái tâm chân thật này nhất định cảm hóa đến chư vị oán thân thế chủ. Nhất định từ đó mà A Di Đà Phật từ bi sẽ gia trì giúp đỡ. Con xin thưa rõ nhé, con xin thưa rõ này. Là hôm nay trên thân của ông nhé, con xin thưa ông nhé. Và trên thân của ông là cái vết này này. Thì Đức Phật nói rõ. Kết quả cuối cùng lại chúng ta bị là đều do là nghiệp sát mà sinh ra. Tất cả đều do nghiệp sát, cuối cùng là nó rõ là nghiệp sát mà sinh ra. Vậy hôm nay trên thân mình rồi thì tâm ý mình sao thì họ như vậy. Vậy hôm nay tâm ý mình ích kỷ thì vết thương sẽ ích kỷ. Tâm ý mình chỉ lo cho mình thì vết thương này nó cũng chỉ lo cho họ thôi. Thì vết thương nó sẽ làm cho mình cũng đau khổ đến tột cùng tột độ. Vậy hôm nay mình chỉ toàn tâm toàn lực nghĩ cho người và nghĩ cho chúng sinh, thì tất cả các tế bào, các chư vị trên thân thể mình, họ cũng từ đó họ chuyển ý niệm, họ lo cho người khác, tự nhiên họ lo cho mình. Nhưng hôm nay mình chỉ lo cho mình thôi thì họ cũng lại lo cho họ, thì họ chỉ suốt ngày họ lo một cái vết đau thôi, là họ ngày họ càng làm lửa lét to lên. Còn nếu mà mình chỉ vì chúng sinh mình làm thì Phật dạy rõ mà, nếu tâm mà đổi ngược lại đang vì mình mà chuyển sang thành vì chúng sinh thì nhất định người này sẽ được quán thân thế chủ tha thứ. Và nãy con nói, vừa nãy nói hòa thượng thì không ví cục tiền đấy, thì hòa thượng thì không, nếu đổi được cái tâm ý mà rút tiền như vậy mà thành thang niệm Phật thì ngài bảo không ai không vãng sinh. Có nghĩa là ngày đêm quên ăn quên ngủ rút tiền. Vậy bây giờ ta ngày đêm quên ăn quên ngủ để niệm Phật thì ngài nói là không ai không vãng sinh Tây Phương đấy ông Thư nhá. Vậy hôm nay vũ tay chúc mừng ông nhá. Đấy, vậy thì con mong hy vọng ông hôm nay là hiểu được và ông làm được. Con tin hôm nay họ đi, các ngài có thể ở đây, có thể họ đến đòi nợ ông, con tin họ sẽ tha cho ông. Và nếu như họ tha thì chắc chắn sắp tới ông sẽ an lành. Mà không an lành có nghĩa là họ không tha thứ, hoặc là họ tha thứ ít thì ông cũng không sao hết ông nhé. Hòa thượng nói rõ là họ làm cho thân này có đau tan nát mà ta vẫn quyết chí cầu sinh Tây Phương Lạc thì họ không có cách gì họ cản ta. Vậy nếu con là oán thân thế chủ của ông, con thấy cái tâm của ông do dù thân thể nó tan nát ông vẫn cầu sinh cực lạc,
thì con mà là oán thân đến chủ ông, con lập tức con tha cho ông. Tại vì con nói là con đòi nợ ông cũng về Tây Phương thì tao đòi nợ làm gì, mà cuối cùng mình bị thiệt hại, mình tổn phước, đúng không ạ? Vậy thay vậy ta ủng hộ ông để ông về Tây Phương, ông quay lại ông giúp tôi, đúng không? Như vậy là tốt quá còn gì nữa. Giống ông Trần Quang Biện đấy, ông Trần Quang Biện dịch ra là Trần Quang Việt ấy. Là ông ở bên Singapore ấy, ông ấy vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mà đến mức mà ông tu ông niệm Phật mà cảm hóa đến các chư vị oán thân đế chủ không phục ông ấy. Khi các vị oán thân đế chủ ấy mà bắt đầu tìm đến Hòa Thượng Thích Không ấy, bên đạo tràng ngài ở bên Singapore ấy, mới bảo tôi là oán thân đế chủ của ông đấy, nhưng tôi rất cảm phục ông Trần Quang Biện là ông ấy quyết lòng ông cầu sanh Tây Phương Lạc, chúng tôi cảm phục ông ấy lắm, tôi cũng mong muốn được như ông ấy. Và bây giờ chúng tôi muốn được như vậy thì làm sao? Hòa Thượng mới bảo là dẫn họ lên trên tầng để nghe kinh giảng. Họ ở trên tầng ấy là cái tầng trên cùng ấy là tiếng niệm Phật ở trên đấy ấy, là nó sáng quá, họ không chịu được vì hào quang sáng quá, họ nghĩa là họ lên cảm thấy họ bị lóa luôn đấy. Hòa Thượng bảo vậy dẫn xuống họ nghe kinh ở bên dưới tầng bên dưới. Đấy có nghĩa là oán thân đến chủ từ đó bắt đầu họ tu hành. Như vậy hôm nay Hòa Thượng nói là chỉ cần phát tâm như vậy thôi là oán thân đến chủ họ từ đó họ thay. Đấy, chính vì vậy mà ông yên tâm còn dặn nhá, yeah. Nếu có đau thì nó cũng hết thân này thôi, yeah. Và ông sắp tới ông thành đạo trước con rồi, yeah. Chắc chắn là ông ngon hơn con rồi, chứ đến ngày mà tuổi ông chắc gì con đã được ngồi như thế này, yeah. Đúng chưa? Con sẽ khi nằm bết chỗ ông nhá. Vậy hôm nay ông hứa với các chư vị oán thân đến chủ một lần này là quyết lòng tôi đời này thân thể tôi có tan nát, có gọi là như kiểu ngũ mã phanh phây thì gì, thì tôi cũng quyết lòng tôi cầu sinh Cực Lạc, tôi trở lại đây tôi giúp đỡ các vị. Thì từ cái tâm này ông hứa với họ ông nhá, vậy hôm nay con thay vì ông con sẽ xin các ngài cho, và chắc chắn các ngài hôm nay nếu như vậy thì các ngài sẽ từ bi giúp đỡ ông, dần dần là ông sẽ có cái kết quả tốt để ngài Lâm Trung ông tỉnh táo thôi. Thì con thường nói là Hòa Thượng thì không nói rõ này, đây là Hòa Thượng nói là một người bình thường tu hành, Hòa Thượng nói rõ này là nếu như niệm Phật mà ra đi ấy, mà để bệnh nó khổ làm cho mình bị bệnh khổ mà đi ngày mà không ra cái gì đấy là Hòa Thượng đấy. Còn như chúng ta phàm phu ấy thì chúng ta đừng để tình trạng là gì, ra đi đừng để chết rồi mới niệm Phật. Chúng ta là phàm phu ấy thì là đau khổ bệnh tật mà ra đi được, cái đấy chấp nhận, nhưng đừng để mà chết rồi bắt đầu mới niệm Phật thì Hòa Thượng nói là đừng làm như vậy, nó không chắc ăn đâu, vì lúc chết nó đau không niệm được đâu. Vì hôm nay cái đau của ông hôm nay chỉ là đau nhỏ, còn cái đau của ông thực sự là đi mới là đau lớn. Vậy Hòa Thượng nói là nếu vượt qua được đau nhỏ này, Lâm Trung nhất định không phải chịu đau lớn nữa. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ngày ngày ông đang chịu cái đau như này là ông ngon ăn hơn mình đấy. Là vì lúc ra đi nó chỉ hơn một tí nữa thôi, nhưng vì đau này ngày ông được huân tập, ông niệm Phật được rồi. Chúng ta chưa việc cái gì chúng ta thành chủ quan. Lâm Trung thấy là ta tưởng là ngày ngày ta chưa bị như vậy ta không vượt qua được. Thế lúc Lâm Trung nhé, nó mới đau một cái là tâm ối giời ơi là xong đời rồi đấy, đúng không ạ? Nhưng mà do ông ngày ngày ông đau nhé, đúng không ạ? Ngày ngày ông đau, ông nhớ câu Phật hiệu, đến lúc đâu ra đi ông có đau ông vẫn niệm được, đúng chưa? Nhưng chúng ta là không có đau, đúng không ạ? Không được huân tập nên lúc ra đi một câu ối giời là thôi rồi. Phật dạy là một ý niệm cuối cùng khi xả bỏ thân thì quyết định đời tương lai. Vậy một cuối cùng là nghĩ đâu thì nó về đấy đấy. Ối giời không phải về trời đâu, không có chuyện đấy đâu. Ối giời là cái tâm đang đau đang nhức đấy, đi vào ác đạo đấy, nghe cụ nhá. Như vậy mà thầy cẩn thận cho con nhá. Và hôm nay con sẽ thay vì ông Thu, con xin các ngài ông nhá. Ông yên tâm nhá, ông hứa với chúng con là nhá. Con xin hứa với ông rằng là nếu như mà ông ra đi có về hay không về được, con xin thưa là chúng con vẫn niệm Phật hồi hướng cho ông trong với anh thiện báo cho em biết là ông ra đi 49 ngày chúng con, ví dụ như là ở cộng tu ví dụ vậy là có thể nhớ là hồi hướng cho ông ví dụ như vậy. Hoặc lúc ra đi ông nhớ dặn là đừng trông chờ vào phàm phu, những người phàm phu như chúng con, mà phải trông chờ vào Phật A Đà ông nhá. Thì chúng con về được là chúng con sẽ về, nhớ ông nhá. Còn đạo tràng đến được thì đạo tràng sẽ đến, còn nếu không có ai không để tâm, ông nhớ dặn nhá, vì thành tâm thì Phật Bồ Tát sẽ lo mà, thành tâm Phật Bồ Tát sẽ đẩy về mà ông nhá. Thế như vậy mà con nói rằng trừ khi con mắc kẹt gọi là đau nhức bệnh tật hay gì đó thôi, hoặc là chuyện gì nó sơ suất thì con không qua với ông được thôi, chứ thực chất nếu có cơ hội là con về nên ông cũng không được chờ con đâu ông nhá. Hôm nay con nói là vậy cho ông yên tâm là chúng con luôn luôn là quan tâm đến các thành viên mà đồng tu với chúng ta với nhau này, chứ không phải gì đâu, vì đồng tu với nhau là chúng ta phải quan tâm nhau hơn. Nhưng con mong đại chúng hôm nay nhớ là đấy là đồng tu với nhau là ở chỗ đó, là để quan tâm nhau hơn là vì vậy đấy.
là đạo tràng được hồi hướng trong 49 ngày đấy. Hôm nay quay hết để điểm danh về Tây Phương Cực Lạc xem có thiếu ai không. Đấy, chúc mừng ấy nhá. Thế thì chúng ta cố gắng nhá. Ông nhá, ông nhá, ông yên tâm nhá. Chúng con biết đến đâu chúng con sẽ giúp đỡ ông đến đấy, ví dụ phần y thì chị Hương, còn phần sau này là vấn đề mà tu hành, nếu mà anh hiện có gì thì chúng con cùng bàn thảo ông nhá. Không phải lo. Đầu năm mà chúng con nhận được nhiều tin vui, tin vãng sanh quá, vô cùng là hoan hỉ. Đọc lên. Để tiếp theo cho câu hỏi tiếp theo. Trước khi mà câu hỏi tiếp theo được bắt đầu thì chúng con xin chuyển đến camera của Nguyễn Xuân Thu để gia đình có lời tri ân. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bác một phần hai máy rồi, bác phải tắt một máy đi. Bác phải tắt một máy là được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Diệu Âm có nghe rõ con nói không ạ? Dạ, nghe lắm. Tôi rất thích nghe cái chuyện của Vũ Xuân Thu đây. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đạo Cư Sĩ Diệu Âm, con là con trai thứ hai của Phật tử Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy ạ. Biết rồi. Vâng. Kính thưa chư tôn giáo phẩm chứng minh, kính thưa ban tổ chức đường Zoom, kính thưa Đạo Cư Sĩ Diệu Âm cùng các chư vị niên hữu đồng tu trên toàn thế giới trong đường Zoom này, con xin thay mặt cho gia đình Phật tử Vũ Xuân Thu, pháp danh Phúc Thủy, gửi lời cảm tạ tri ân công đức trời biển của chư vị tăng ni cùng chư vị đồng tu trên đường Zoom đã phát tâm hộ niệm niệm Phật cho bố con. Con thành kính trên công đức của Lão Cư Sĩ Giả Âm đã hoằng dương pháp môn niệm Phật, khai thị, khuyến tấn, giảng giải, chỉ bày cho đại chúng và cho bố con được vững vàng, tin tưởng và quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Bố con khi bệnh viện thông báo bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, bố con được cư sĩ Bảo Thi tặng cho chiếc thẻ pháp khuyên người niệm Phật của Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Bố con đã phát khởi tín tâm và bảo vợ con đi mời ban hộ niệm. Sau buổi chia sẻ, bố con đã phát tâm tham gia vào ban hộ niệm và đi hộ niệm. 5 năm phát tâm ăn chay, niệm Phật và đi hộ niệm, bệnh tình của bố con thuyên giảm, tăng cân đến 72kg. Tinh thần bố con vui vẻ, lạc quan, đến bác sĩ quân y còn không tin là bố con bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng ngày tháng cuối năm 2020, bệnh tình của bố con đột ngột tái phát, khối u bị hoại tử vỡ ra, chịu rất nhiều đau đớn cùng với nghiệp chướng hiện tiền, toàn thân co giật, hai tay co quắp như chân con gà co quắp lại khi bị nộp chín. Nhưng nhờ phương pháp hộ niệm khuyến tấn mà tinh thần bố con vẫn luôn lạc quan, vui vẻ đón nhận những sự đau khổ này, mặc dù 70 năm ngày đêm không thể nằm ngủ, ngồi cũng vô cùng khó khăn, nhưng tâm trí bố con vẫn luôn kiên định quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến ngày 28 Tết, sau gần 2 giờ nằm bất động, bố con nấc lên mấy tiếng rồi nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm. Sau 16 giờ hộ niệm liên tục, bố con lưu lại thân xác mềm mại, đỉnh đầu lưu lại một chút hơi ấm nhẹ. Toàn bộ những vết nám sạm đen trên mặt hoàn toàn bay hết. Thay vào đó là làn da trắng hồng như người vừa được đánh phấn trang điểm. Sau 29 giờ chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu, khuôn mặt bố con vẫn mềm mại trắng hồng. Pháp hộ niệm vi diệu, hướng dẫn chúng sinh một đường thẳng tắp vượt lên bệnh khổ, kiên định, tin tưởng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không có pháp hộ niệm thì con tin là bố con khó lòng vượt qua khỏi tam ác đạo. Qua đây con cũng ngưỡng nguyện chư vị liên hữu đồng tu hãy dũng mãnh, kiên định, tin tưởng vào pháp môn niệm Phật hộ niệm mà Cư Sĩ Diệu Âm đã dùng hết tâm trí, nghiên cứu, học hỏi và đúc kết lại những kinh nghiệm từ chư vị lịch đại tổ sư, giúp cho chúng sinh chuyên tu chuyên hành để có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân ngày mùng 1 đầu năm 2021, con kính chúc chư vị giáo phẩm tăng ni, chư vị ban tổ chức đường Zoom, Lão Cư Sĩ Diệu Âm thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn và mang hết tâm trí cống hiến cho đời, cho chúng sinh những bài pháp thoại thực sự là trí tình đạo lý, giảng giải cho chúng con một phương pháp tu hành, một đường thẳng tắp để đi về Tây Phương Cực Lạc. Thời mạt pháp này, thực sự nếu không có pháp môn niệm Phật hộ niệm thì chúng con thực sự có tu hành đến mấy cũng khó lòng mà có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một lần nữa, con xin đại diện thay mặt cho gia đình con cùng tất cả đạo tràng Thái Bình
gửi lời cảm tạ, tri ân công đức sâu dày trời biển mà não cư sĩ Diệu Âm tâm mang những bài pháp thoại, những lời hướng dẫn tận tình, chu đáo, tỉ mỉ để cho chúng con một đời này có duyên phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hoan hỷ, hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ. Nhớ là cảm ơn A Di Đà Phật, cảm ơn người con làm trưởng ban hội điểm. Con cảm ơn Diệu Âm nhé. Chứ vậy còn có người nào bản thân xin tri ân nữa đọc tiếp. Diệu Âm rất thích nghe những chuyện này. A Di Đà Phật. Xin đây chúng tôi cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của ban hội điểm cũng như là cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Tuần vừa qua chư vị có thấy ông cụ Vũ gì? Vũ Văn Xuân là cái gì phải không? Đúng không chư vị? Và cụ gì à? Cụ Vũ. Đấy cụ đấy. Chư vị có biết là cụ này có một cái hộp bệnh, có cái mục ung thư thật lớn ở phía sau lưng. Nó vỡ mũ ra đau đớn vô cùng. Nhưng mà khi cụ ra đi nhớ là có lên đường Zoom này được 2 tỷ. Cụ vẫn chấp tay, vẫn vui cười và giống như tại sao cụ đau bệnh mà cái mục ung thư đã vỡ ra như vậy, đau đớn như vậy mà cụ vẫn cười. Là tại vì cụ không sợ bệnh nữa. Cụ không thấy cái bệnh này ăn nhầm gì cả. Cụ quyết lòng ra đi. Càng đau cụ càng quyết tâm. Đa nhất cụ thấy đúng là cái giai đoạn mình sắp sửa xa bỏ cái cục thịt nhơ bẩn này nữa. Đấy, cụ này đấy, cụ gì, cụ Phúc Thủy này, bác Vũ Xuân Thu, đúng rồi, bác Vũ Xuân Thu. Chứ vị thấy không? Như vậy thì tâm của cụ, thật cụ có đâu cầu gì mà cầu thanh tịnh đâu. Cụ cầu vắng tránh mà thực ra tâm cụ thanh tịnh trong lúc đau bệnh. Nếu mà cụ hết cầu chết bệnh thì làm sao mà cụ không nhăn nhúm, làm sao mà cụ không đau đớn trong lúc đó, làm sao mà cụ có thể ngồi mà chấp tay nghe người ta khai thị rồi cụ niệm Phật ra đi, đúng không chư vị? Như vậy thì Phật dạy tất cả mỗi cầu mỗi niệm đều là vọng cả. A Di Đà Phật.